Đây ví dụ như đây là cái con 1.000 US này, cái con này thì là 2.000 US này, và các bạn gắn vào như này sao ta, như này nâu nâu nhá, con là nâu đó, như này nâu nốt nhá, nâu nốt nhá. À, bạn sẽ tiêu tốn một cái năng lượng rất là kinh khủng nhất để cho mình tính. Đây bạn, một con tô bóng, hai con bóng, ba con bóng, 1.000 nhá. Này rồi bây giờ mình sẽ nối này, một đầu tụ cho vào đây này. Đây mình sẽ để những cái này vào đây, và đây mình sẽ cho nó hát này. Cái bóng mà con này vào nó cũng sáng chóe ra luôn này. Thì có phải là bạn đang tiêu tốn một đống công suất không ha? Đây. Các bạn chỉ có thể kết nối như thế này, như thế này, đây như thế này,